Thế đi thẻ ạ. Đó, bây giờ giới thiệu lại một chút. Bây giờ chúng tôi sẽ quay cho cái mùa thẻ cộng như là giá trị đội hình. Chúng ta sẽ có hai đội, đội trẻ và đội già. Thì chúng ta sẽ quay cho đội trẻ trước nhá. Quay đội trẻ trước em nghĩ là trẻ hay hơn, đấy nhờ. Nào, chúng ta sẽ dùng phần mềm Well of Name. Tuyệt vời luôn. Well of Name đâu lắm thì tôi mới vào vòng quay này. Cái sao này lang lang cái nhở. Đây rồi, chúng ta sẽ có một loạt ở đây. Thì team trẻ có những ai khoan nhận đọc lại ngay. Team Kai đã đầu nhận cho Tabi 10.000 đồng. Là Miesta. Quý BLV đá mà tỉnh cả ngủ. Miesta. Cảm ơn anh Kinh ạ, Quý Duy ạ. Quý Duy. Sang nhỏ ạ. Sang nhỏ, Sang Zea. Jürgen ạ. Jürgen. Thành Đạt. Thành Đạt. Đó là 5 cái tên mà sẽ thi đấu đại diện cho team Genji. Gen à? Gen đúng không? Gen Z à? Gen Z. Nhầm đọc nhầm là Genji anh em ạ. Thì chúng ta sẽ có ở đây. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ cần chúng ta phải cần 3 vòng quay nhỉ? Chính xác được 3 vòng quay. Mùa đây sẽ là mùa thẻ anh em nhá. Mùa thẻ MC E21 EBS Cup và mùa BTB. BTB chúng ta sẽ cần đây. Phải khoảng 3 vòng quay đấy. Và một vòng nữa là giá trị ạ. Vòng nữa là giá trị mà chúng ta sẽ nhận 10, 20, 30, 40, 50 ạ. 10. Đây 10 đây sẽ tự chơi là 10 tỷ em nhé. Tổng giá trị đồ sẽ là 10 tỷ. Và đây 50. Như vậy là chúng ta sẽ có được 3 cái vòng quay đây rồi. Thì người đầu tiên sẽ xuất hiện đó ở team trẻ là ai? Và cầm đồ như thế nào? Nào. Là 3 cái vòng quay. Vậy 10B thì đã gì em không? Miesta sẽ là người đầu tiên. Miesta sẽ là người đầu tiên đứng lên cái hàng ngũ gọi là chọn team. Chọn đây chọn chúng ta sẽ chọn mùa. Đây là Miesta. Mà em sẽ ghi lại luôn là bao nhiêu ạ? Không, nó chỉ 10 tỷ em ơi, nó phải khó khăn đi em ơi, nó phải khó khăn thì mua mà nó phải như thế. Nào. Thế được rồi, 10 tỷ các thứ là ok, như vậy là sẽ là mùa cap đến từ bên phía của Miesta. Phú Thành ạ. Rồi, Phú Thành là mùa cap. Rồi, remote. Và sẽ có 30 tỷ. 40 tỷ đấy ạ. 40 tỷ. Ok. Như sao? Vậy là 40 tỷ và mùa cap dành cho Miesta. Người thứ hai, Miesta đã được cái giá trị đồ hình gần như là cao nhất rồi. Thành Đạt. Thành Đạt sẽ là người thứ hai nhá. Ok. Người thứ Thành Đạt sẽ là cầm team gì nhỉ? 10B họp với ông thầy à? Content của tôi mang về giải trí thôi chứ đâu phải là hạt hùng gì đâu anh em. Giải trí để cho để xem khả năng build team, khả năng đi chợ của các em thủ như thế nào. BTB. Và như vậy là sẽ là cao nhất 50 tỷ cho team trẻ. CB. À là Thành Đạt. BTB và 50 tỷ. 10.000 đồng. Em là thằng hay có in game Eric, không biết sức mình hay đòi va với thầy. Nay gặp anh Khoa đối vừa sức thế không biết he he. Em ok, cảm ơn Phước Bảo nhá. Cảm ơn Phước Bảo rất nhiều và chúng ta sẽ có người tiếp theo là Quý Duy. Đó, đây là Quý Duy. Song Duy ở bên đầu này. Quý Duy và anh Duy. Như vậy là sẽ còn lại hai chủ lực là San Juno và Jürgen. MC ạ. MC. Quý Duy sẽ là mùa MC và bao nhiêu tỷ? 10 tỷ thì hơi 10 tỷ chắc phải để cho nó sao là Jürgen nó cầm thì hợp lý. 30. Như vậy sẽ là 30 mùa MC dành cho Quý Duy. 30 tỷ đấy ạ. Rồi ạ. 30 tỷ. Còn bên này sẽ là Sang hay Jürgen đây? Sang rồi ạ. Sang. Sang nhỏ. Sang nhỏ thì ok. Nói chung là tôi thấy con hai mùa này ok đấy. Cơ cấu vết ở đâu, cơ cấu EBS. EBS anh em yên tâm với trình độ của các em thủ không thành vấn đề đâu anh em ạ. Không thành vấn đề, càng khó thì người ta sẽ càng thấy được cái hay của em thủ. Và sẽ là 10 hay 20 đây. 10 hay 20, như vậy sang nhỏ sẽ là 10 tỷ mùa EBS. Jürgen sẽ là E21 và 20 tỷ. Đó, đã xong. Như vậy là Jürgen là E21 và 20 tỷ, đã xong.
mua con Gulit hết tiền à? Không được, nếu anh em mua Cusen thì em sẽ bỏ ra số tiền rất là khó tổng nhá. Rồi, bên này tôi sẽ là đội trưởng, bên tôi sẽ là Maestro, đội trưởng team trẻ sẽ là Jürgen. Maestro. Djokovic. Lihari. Tabi và Mesut. Đó sẽ là bên team tôi. Mùa này thì mình cũng để lại luôn EBS, BTB, CAP và MC. Đó, mình rất hy vọng là Huy Hải sẽ cầm cái mùa ghẻ ghẻ thôi, xong 10 tỷ. Vì đằng nào anh cũng mang tính chất thì đâu là ôm bom. Nên là anh hy vọng anh đừng lấy cái gói 50 các đồng đội nha. Rồi. Đó là Macho. Như vậy là Macho. Macho sẽ là người đầu tiên. MC, Macho sẽ là mùa MC. Thầy quay ba bên cũng lúc thôi, quay này cho thử nhanh mà anh em. Không, hôm nay là chúng ta sẽ bốc thăm như vậy là, và ngày mai thì các game thủ sẽ build và thứ bảy sẽ thi đấu nha. Sắc Minh Nhật đã donate cho ta. Ôi, cảm ơn Sắc Minh Nhật nhá. Chào ngài. Đó, như vậy là anh Hiệp sẽ là mùa MC 40 tỷ, gói 40 tỷ nhá. Mở cho MC. Người thứ hai rồi một win. Sẽ là Lihari. À thôi, Djokovic nhỉ. Djokovic nhỉ. Rồi, Djokovic. Djokovic là một trong những tay đấm chủ lực của team tôi đấy. Là cho cái mùa căng căng một tí. Nhưng mà EBS à? EBS. EBS và hy vọng cho Tuấn lên cái gói 50 đi. Anh Hiệp vừa lên tuyên bố là một win rồi. Gói như vậy là gói của Tuấn Lê nhận được sẽ là gói 20. Đó, gói 20. EBS 20, Tuấn Lê. Bây giờ sẽ là tôi. Đó, bây giờ sẽ là tôi. Minh Nhật đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái quay quay này của ngài không bảo như cậu chặt. Không, tôi không bảo, em tôi bỏ cái đấy lâu rồi. Thầy vừa làm gói gì nhỉ? Thầy bây giờ mới là gói ạ. À, bây giờ mới là gói ạ. BTB. Nào, cho cái gói 50 nào. Xin gói 50, BTB vào 10 là cũ đi nhá. Rồi, 50. Được chưa? 50, rồi ghi vào đấy. 50. Vậy là còn Lihari và Mesut. Và còn quay cuối cùng ai đây? Và có lẽ đó là Lihari. Không, đó là Mesut. Mesut, như vậy đó là Mesut hoàng tử Kendo. Và mùa Mesut sẽ là mùa cap. Ôi trời ơi. Cậu lúc đờ rông bão fan đó. MU đã đồng ý cho Tabi 10.000 đồng. Bú bú. Mùa cap và tôi hy vọng là Mesut sẽ được 30. Ui, 10 khó cho Mesut rồi. Cap 10 thì khó cho Mesut rồi. Như vậy là Huy Hải sẽ là 21 và 30 tỷ. Đã xong. Mọi thứ đã xong rồi nhỉ? Như vậy là mọi thứ đã xong ở trên đấy chưa? Xong ở phần lưu trú. Xin lại. Xin phép anh em là tôi sẽ duyệt luôn bài của Khoa Khoa ở trên đấy rồi anh em ơi. Thôi xong Mesut rồi. Rất khó để cho Mesut. Cap và giới hạn thẻ cao nhất là chỉ anh em chỉ được mua cộng 5 nha. Cao nhất sẽ chỉ được mua cộng 5. Xin phép anh em luôn, chắc là mình hay là mình đi chợ luôn nhỉ Khoa nhỉ? Mình đi chợ luôn được. Ờ, hay là không thì mình đi chợ luôn đi cho nó chất. Ôi sao nào? Bắt đầu là chúng ta sẽ đi hành trình này. Đầu tiên bây giờ là mình sẽ cần một tiền đạo đúng không? Một tiền đạo, bây giờ mình tìm mùa BTB đi. BTB. Hai đến 50 tỷ, 50 tỷ này thì bắt đầu bao nhiêu cái đầu ngồi đây các bạn anh em? Bao nhiêu cái đầu ngồi đây trụm vào anh em? BTB kiếm hàng cũng khó à. Từ từ bây giờ tiền đạo khoảng bao tiền? Tiền đạo bây giờ khoảng bao tiền nhỉ? Ừ, một cầu thủ. Tiền đạo khoảng bao tiền quá? Tiền đạo chắc khoảng độ hàng công chắc tầm 30 tỷ rồi ạ. 30 tỷ á. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhỉ. 50 tỷ phí của sao các đây, bạn còn lại lắm. Ờ mà sao lại mua ấy 50 tỷ nó mua tiền đạo 30 tỷ thì bi của gì? Em hỏi là cả hàng công ấy ạ. Cả hàng công 50 tỷ á? ST duyệt chi 5 tỷ à? Tầm 5 tỷ là ok đúng không? Không, em nghĩ không nhất thiết phải cộng 5 thẻ. Nếu mà để mình mua một tiền đạo cộng 5 mà không danh tiếng ấy, với một người mà danh tiếng hơn mà cộng thấp thì em nghĩ ok. Con này cộng 4 đi. Thầy đắm mắt nhỉ? Anh nào? Con này được không? Con này tín không anh em? Tín này. Con này được không? Con này chuyên giá mấy CB chậm của bọn đội. Nếu mà đội sao mà cầm EBS 10 tỷ. Đúng, cộng 4 đi. Mình cứ con nào nhanh mình giã. Tín.
Rồi ok. Xem nào. Cộng 5 á. Cộng 5 hơn chục. Cộng 5 mới mất 10 tỷ vào đây, còn 40 tỷ xây xung quanh nó hơi bí nhỉ. Hay là mình đập phát vào đây rồi. Sợi đập. Mình quên, mình đập con MAP lên cộng 5. À quên, em nhầm. Bỏ tiền mua MAP cộng 5 mới ok đấy. Ờ mình mua hẳn chứ sao lại đập. Chơi bởi đập thì đập thì gian xảo quá. Ôi giời ơi. Ai có anh em có nhỉ. Rồi ok ok. Cánh. Cảm ơn cậu Lúc nhá. Xin phép ủng hộ 100 FC cho. Nhận luôn anh em ơi. Xin cảm ơn cậu Lúc đã dông bão rất nhiều. Rồi bây giờ cánh, bây giờ mình đá gì, mình đá sơ đồ gì đã. Chắc là tôi vẫn đá sơ đồ bình thường thôi, một sơ đồ theo nói chung là nó vẫn bình thường, 4-2, 4-2-2-1-1. Colo pháp, colo. Thế thế là bắt đầu con này có giao dịch kìa. Hay là mình mua này đập lên. Được, thấy được mà thầy. Đập lên cũng được thì mình mua này đập lên cũng được ta. Thì tính vào tổng giá trị đội hình của thầy ấy. Ờ, cũng được đúng không? Nghĩa là tổng giá trị đội hình là 50 tỷ. Vâng, có thể okay, đập okay, lên. Ok ok ok. Rồi, thầy mới mua về đó, mua về đập. Ôi, mất rồi. Mất rồi hả? À? Thì còn khác thì được rồi. Đập dơ quá, cứ cộng vào 50 tỷ là được mà. BTB có color rồi á. Con đấy có con nào nhỉ? Con biết. Con Rooney thế. Rooney à? Mình tìm Rooney đi. Ừ, Rooney cũng ok này. Bán quà CF luôn. 5 tỷ. Nhờ lấy con 5 tỷ à? 5 tỷ hay 3 tỷ? 5 tỷ là tổng còn thêm 16 tỷ rồi nha. 5 tỷ. Thế đã bỏ 16 tỷ để mua 2 con này nha. Thế 2 con biên nó phải rẻ nha. Thì em nghĩ là mua cộng 3 cũng được. 3 đi, nó chỉ có hơn nhau 2 tỷ số ấy mà. Đó. 3 thôi, ừ, tôi nghĩ 3 thôi, tôi nâng 2 cánh nữa to hơn một tí. Rồi, như vậy là sẽ có được Juni. Đó. Có được Juni nha, cộng 3 thôi. Như vậy là sẽ làm tí Juni vào đây. MAP ra chỗ này, như vậy là bắt đầu sẽ có 2 cánh. Sẽ có 2 cánh, làm sao để đủ con phải dự bị nhá, còn phải tính cả dự bị nữa đấy. Không dự bị là hết thể lực là không chiến đâu. Kêu khoai bấm tiền đi chứ không tí nữa vào mình ghép vào là được mà anh em, tí mình ghép vào là ok mà. Sakuri tỷ số thọt thế nhở. Petro Abedi Pele đặt là về Abedi Pele này. Abedi Pele con này cộng 5 bao nhiêu tiền? 4 tỷ là thầy đang đốt vào đấy là 11 tỷ rưỡi cộng 3 tỷ rưỡi là thầy đã vào đến 15 tỷ rồi nha. 15 tỷ cho 2 thằng rồi nha. Thằng này thầy đừng, em nghĩ thằng này thầy chỉ mua tầm 2 tỷ thôi, 2-3 tỷ thôi. Đó con này được đấy, con này xứng đáng đấy, con này xứng đáng là đặt tiền để về đấy. 4 tỷ rưỡi. Đặt con này đi. 19 tỷ rưỡi ạ. Đôi cánh này ngon một tẹo. Đó, cứ bắt đầu đi thầy đúng, cứ bắt đầu đi. 2 cánh cộng lại 5 tỷ, 2 cánh cộng lại 5 tỷ đã rồi gì? 2 cánh cộng lại 5 tỷ đuối quá. Đó. Như vậy là mình tí mình vào mình xem giá trị đội hình là ok đúng không? Giá trị đội hình cứ 50 tỷ là xong. Hàng sẵn có đặt, mình cứ đặt mắc thôi, xong tí vào mình xem giá trị đội hình là mình biết mà. Cánh phải Bernadeschi cộng 6, không biết là chị trùng đuối con Dembele 1 tỷ. Sao mấy con BTB này không thấy đâu nhở? Lucas Moura, Angel Di Maria, Rồi Câu. Chứ cái BTB này chỉ là trông nhìn nó nhìn và khó mua mà. Petro 2/5, Bernardo 7 tỷ, con này hơi đắt. Tầm này đắt rồi, đến tầm này là khó rồi. Đó, đến tầm này là khó rồi. À, chơi cộng kiểu cộng 3 ấy. Đúng rồi, chơi kiểu cộng 3 đúng không? Mình đâu thấy phải cộng 5 đâu thầy. Đấy. Em nghĩ em dùng 3 cộng 3 là hợp lý. Cộng 3 là 6 tỷ à? Đó. Thì như vậy là cặp tiền vệ trung tâm của mình sẽ là Vieira phải cho đá CB. Cho về đá CB. Ok chưa? Vieira về đá CB. Mua 7 con hết 10 tỷ rồi sao? Mua rẻ thôi. Đó, mua rẻ thôi. Là được. Để Sali không? Có thực sự con trung vệ này ngon không thầy? Được chứ, để Sali này mua con này về đập xịt là được này. Thế mình mua cộng 3 luôn thầy. 360 triệu. Mua con này về đập xịt là xong đúng không? Mua cao về đập xịt đúng rồi. Cứ về cộng 5 là được, tổng giá trị đồ hình là được. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. 3.112 xin giao lua Tabi. Xin phép y danh bài hoa thang moi hoa xem mình top 1. Cái gì? Gì vậy? Không hiểu gì ạ. Sao? Không, chưa hiểu lắm, anh em nói cái gì ấy? Mua về, lên thì sao, lên là sao được? Mua về đập cho xịt mà. Đập xịt về 5 á? Nhà đập xịt về mấy ta? Sao mình không mua cộng 3 nhỉ?
Ôi chết mẹ, sao mua cả 3 năm. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông ngáo thật. Thầy ưng con nào thì cứ xúc hết về đi, xong mình căn chỉnh tổng giá trị là xong. Đúng. Con vợ khoa trò cứ ngồi cạnh làm nhảm chả giúp được cái gì. Đấy, thấy chưa? Cái gì mà làm nhảm, bây giờ tôi giúp được cái gì tôi giúp chứ. Bây giờ có những cái tôi hỏi bây giờ để bảo làm nhảm. Nào. Đúng ra phải tổng ngân sách có 50 tỷ thì bây giờ mình cứ mua về đúng, đúng giá trị đồ hình nó 50 tỷ là xong. Cứ chốt được giá trị đồ hình mình chụp ảnh lại là xong. Bởi vì là bây giờ ví dụ mấy bạn kia mà mấy bạn mua thì mua khó quá. Đúng rồi, mua bị khó thì anh em cứ tổng nữa chụp ảnh lại là được. Chụp ảnh lại đủ full mùa đấy là được. Rồi như vậy là cộng 5. Đó, cộng 5 đời Zali đâu ta? Thẻ cộng 5 đời Zali. Ôi trời ơi. Aoe chim sẻ đi nắng người em bị lão hộp ghẻ lạnh giấu bé ba đã đầu nước cho ta đi 10.000 đồng. Ezixen 2 chân 5 năm là một món quà đúng một nhà thơ thầy yêu. Nhà thơ thầy yêu luôn à, sao biết nhỉ, sao biết của đấy nhỉ. Rồi nhưng mà có một cặp trung vệ khá là cứng cáp rồi đấy. Cặp trung vệ khá là ok. Tiền vệ trung tâm, hiện tại tiền vệ trung tâm là Busquets được. Tôi một đời thầy còn 10 tỷ đã đồng nhất cho ta đi 10 tỷ đồng. Thế á? Em ít đá công cánh trái, có nên bỏ cánh đẩy vô giữa không thầy? Bỏ đi em. Em quả này. Bỏ luôn đấy chứ. Busquets được không? Busquets cũng chậm quá không thầy? Quen đá nó kiểu thơ mà, đá đúng kiểu thơ ấy. Cộng 4 này đúng không? Cộng 4 hay là cộng 3 nhỉ? Hay mình phang của cộng 3 mình phang lên nhỉ? Thế là hợp lý đấy ạ. Ừ, phang của cộng 3 mình phang lên đi. Phương đã donate cho Tabi 10 nghìn đồng. Con này khoảng hơn tỷ à. Thầy có sẵn con Henry 8 kia, thầy đập xuống 5 mà dùng. Phương ơi chỉ ui, Phương ơi chỉ như thế thì chết Phương ơi. Bút quét à. Thầy sinh ra để chơi FC online, thầy nghỉ chơi thì nhà phát hành khóc ròng, em Tùng nể thầy một lúc. Ok, cảm ơn Tùng nha, cảm ơn Tùng nhiều nha. Xem nào, Rudiger, Nathan là thằng nào đấy? Chimmer. Sao Chimmer à? Anthony đã donate cho cảm Anthony 10.000 đồng. Thầy dùng con giữa lạ lạ đá xong giải tạo cái chen luôn. Đó, thầy ơi. Này, thầy đá, đá thầy đá không có dân luôn Anthony nhá, thầy đá không có dân luôn, đá mấy con này luôn, đá mấy con nó phải lạ lạ này. Barak. Dốc 3 đi, con dốc 3 này đập kiểu gì trở lên. Fitzer đây. Lờ đúp, thôi bỏ con, mấy con lờ đúp để bỏ đi. Rồi. Lên, đó, 1 tỷ. Còn tiền không đấy? Khá là quá đấy, không thể giữ cộng 4 nữa chắc. Ờ thôi, cứ giữ cộng 4 lại nhá, cứ giữ cộng 4 lại. 10.000 đồng. Xin một slot Park Ji-sung con hàng châu Á dự bị The Sico thầy. Được, 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 con đấy cũng khá là đa dụng ấy. Tôi thích những con đa dụng mà. Sergio Busquets vào đây. Cánh trái. Hậu vệ biên rồi này. Hậu vệ biên. Lam. Lam cánh phải rồi đây. À Lam cánh phải, mua Lam cánh phải đi. Bây giờ mình sẽ mua con Philip Lam lên cái. Cứ mắc là về đúng không? Cứ mắc con này là về đã rồi tính sau. Zambrota. Con này không hợp. Cười cái thật. Nào. Mua này phải đập xịn. Mua này đập lên đúng rồi. Con này ok. Con này ok lắm luôn mà vẫn khỏe, đáp ứng được. Đi chợ đầu hơn các mẹ. Phong Lê đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi cảm ơn Phong Lê nhỉ. Em chào thầy. Thầy có thể nào test ước được. Được mà, em gửi ad cho tôi con fanpage Tabi Tuấn Anh Gaming nhá. Cái nút space nó long rồi, nơi rồi. 2.270. Ok. Sao? Đó sao? Quên ai em anh Joy à? Sao? Như nào? Em đập tiền nó phải lép. Thủ môn. Có lựa chọn nào gì dị nữa Khoa nhỉ? Vị trí anh phải. Vị trí nào cũng được nhưng mà nó phải gì dị tí. Má sao nhìn cái đội hình của em cộng 1, em mua đi trong tí anh bán ngó xem nào. Ở Zanetti. Dấu tên đã được nhất cho Tabi 16.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhỉ. Thanh toán QR code. Ui cảm ơn anh em nhiều, cảm ơn anh em rất nhiều. Tranh vinh đấy, tranh vinh đấy luôn anh em là bốc vào 10 tỷ tranh vinh luôn đấy. Cuộc đời tranh vinh luôn mà. Cánh phải chứ không có hàng, từ từ xem nào. Cộng 770. Thích thì là mua về, có cái gì đâu mà. Thích thì là mua về ngay, đập xịt về luôn đi. 100.000 đồng. Ui cảm ơn. Em muốn thấy cụ UC đá SV cánh phải. Ồ không có, Phong ơi trận này 10 gần 10 củ nhá, được tài trợ gần 10 củ mà LCBO đá hậu vệ cánh thì team nó chửi thầy chết mất. Đó, chửi điên luôn đấy. Nào. Chửi điên luôn đấy. Như nào, thích về cộng 5 đá luôn. Tiền không thiếu nhá, tiền không thiếu. Thế anh em ạ. Anh em chơi nó phải hết mình. Chơi giải dùng cái thứ nó phải hết mình, tiền không bao giờ ngại. Có cái gì đâu. Đồng nghiệp gọi tao biết chơi. Ok thầy ơi. Em đồng nghiệp bảo tao biết chơi, ok chưa? Công nhận là giải quyết cái đoạn BTB này, cứu team này em thấy vất vả thật. Vất vả em, nó nhưng mà mình có tiền thì nó đơn giản hơn. Hiểu không? Thế bây giờ không có tiền thì sao?
Cũng không ra mua nhưng mà đây đập đâu. Rồi, Zanetti vào đây luôn. Cảm thấy như là Phạm Nhật Vượng à. Có cái gì nữa nhỉ? Có cái gì nữa ta? Ui, đẹp quá nhỉ? Thủ môn rồi đúng không? Thủ môn 32 tỷ. Bây giờ cậu lúc về nâng bút quên lên á. Cậu lúc đâu? Thế nâng Rui lên luôn thế ạ? Ờ, mình nâng Juni. Ờ đúng, đúng, nâng Juni lên. Juni chủ lực của thầy. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nâng Juni lên. Đó, Toni Kroos gì cả, vào đây lên, con này lên cái, con này lên 5B. Đồng nghiệp bảo ta là biết chơi, về một luôn. Về một luôn. Con này lên cộng... Ông ơi, con này cộng 4 là chắc là vừa tiền đấy. Cộng 4. Em nghĩ là cộng 4 rồi thầy ạ, em đang 4 thôi nhỉ? 38B. Ôi trời ơi. Vẫn còn thừa 12. Vino 3112 đã được nhất cho nâng thủ môn lên tí không? Nâng lên đi thì ạ. Vino 3112 thách đấu Tabi đánh bại Tabi coi như tìm được chỗ đứng. Thôi anh em ơi, tôi không thách đấu, tôi không nhận, không đá đâu. Đợt này tôi đá kém lắm. Đó, đợt này tôi đá kém lắm anh em ạ. Em đập trẻ nét nhờ. Phong Lê đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Em gửi quý BLV để PA con Kiko Kasi 100 này nhá, nó đến tận túi của khoa trò luôn. Một trong những con thủ môn có thể gọi là hay nhất mà Real Madrid từng có, nhưng đáng tiếc là tài năng của anh ấy không được nhìn nhận ra để trọng dụng. Tiếc vô cùng trường Kiko Kasi này. Quan Đi đã donate cho ta 10.000 đồng. Ian Rasby TBK làm thầy thất vọng. Thì ra thì như con này như không có color sen sao? Không có color sen, thầy sẽ nói vậy được. Hình như không có color sen hay sao? Bao nhiêu năm anh ấy đóng góp ở sân tập gọi là sân phụ của Bernabeu mà. Thế á? Một món quà chiên đã phát lên ngay. Nhưng có thằng đấy, tôi phải check kỹ nhá. Kỳ cổ Gasila chắc chắn đấy à. Không thể sai được thế ạ. Chêu tí gì. Thế nào, bây giờ như nào ta? Ôi trời ơi. Cậu lúc đờ dông báo 50 tỷ là cả dự bị nhá anh em nhá. Bị 10.000 đồng. Sao nãy thầy bảo Kiko cô phù hợp cho trận đấu lớn. Kiko rất thay luôn. Đó Kiko nào chứ Kiko Gasila này cực hay nhá. Kiko nào tôi không biết nhưng Kiko Gasila cùng cái chữ 2 chữ K ấy thì thầy lại tưởng gọi nhầm là cô kê, cái thằng gọi là Kiko. Nhầm đấy. Nhưng Kiko học đúng thầy. Thừa điên luôn quá, thừa đâu tôi còn chưa nâng mà, tôi đang để lắp khung mà chưa nâng. Bút quyết lên 5 ấy. Quyết nó phải lên 5, buộc phải lên. Một thôi thích cho đầu tư cái thẻ luôn, vướng cái gì đâu mà thích đầu tư cái thẻ vào đây luôn. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao? Thầy lên YouTube thích. Post bài đừng lo anh đợi mà bản fan meeting xong tua đến phút 1P51 có điều hay lắm. Ok, cảm ơn Linh Tuấn nhá. Từ từ anh em từ từ đã, từ từ bây giờ tôi đang hơi đau đầu này đấy. Dàn dự bị đang tăng tiền. Từ từ xem nào. Còn khoảng 2 slot dự bị nữa, 10 tỷ cho 2 slot dự bị. Được không? Quá đẹp thầy ạ. Osco cộng 3 à? Ôi trời ơi. Chuyện tình cảm, lạnh đã đưa hết cho Tabi 10.000 đồng. Còn ai nhỉ? Bây giờ mình mua vị trí nào dự bị? Đố thầy biết giữa. Nhà thơ nào nói. Giữa. Tôi tư duy là tôi chơi bóng. Piết nô. Rồi chúng ta đang có vấn đề này. Làm gì vậy? Michael Kazik Usavi. Sao vậy? Tôi là duy nhất hãy chứng kiến tôi chơi bóng. Cái gì? Vấn đề gì? Mình có thể cặp một tiền vệ 116 hay một tiền vệ 102 không thầy? Ồ nhỉ? Sao 102 ta? Chỉ số thấp vậy thì nhìn cả đội đang 110 mấy kìa. Ồ. CDM, thế bây giờ kiếm một CDM Full 5 đi à? Full 5 thì sao nào? Full 5 không. Ờ từ nhá. Sao nào? Sở cô cộng 3 siêu hôi lông à? Thầy có Edixen cộng 3, cậu Edixen để làm gì đâu nhé. Edixen là trận đấu lớn này. Vui to chim nhò đã donate cho ta. Em vẫn nghĩ là vấn đề gì Balak vào đấy. Cho em một slot cho Balotelli. Balak thì hạt quá. Thầy mang những cái nào lạ đã cho bình luận viên có cái bình luận chứ. Biết lô thầy ạ? Biết lô á? Cảm ơn anh em và donate nhá. Mang con này về đây thế ạ. Xứng đáng không ấy, vấn đề là xứng đáng không ấy. Em nghĩ là thật sự trong một trận đánh lớn mà thiếu cái màu Pedro thì em thật sự bóng đá không có gì để xem thế. Nếu mà thích thật sự luôn, nếu mà em đã thích rồi mình đầu tư cho giải đấu luôn, mình có tiếc cái gì đâu anh em, chứ đầu tư để chơi giải không là tiếc, nói thật với anh em vậy. Nó lên cộng 8 giữ lại nhỉ. Lên 8 thế ạ. 8 lơ ngớ lên 8 hay mình đập chủ đập lên 8 luôn đi. Mình chủ đích mình đập làm phát thế ạ. Chủ đích đập mẹ lên 8 luôn cho hiểu con người mình luôn nhỉ. Ôi trời ơi. Phong Lê đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ui cả Phong Lê nhỉ. Em thấy vị trí Dembele không ổn. Hay là cần thay ai? Nói luôn. Cần thay ai đi Phong. Mẹ về đúng năm luôn khéo chưa. Về đúng năm mới khéo rồi. Ui. Mà về đúng quả năm luôn, sao khéo thế nhở? Bây giờ thầy chỉ còn khoảng độ 3-4 tỷ thôi. Tiến Mạnh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Content thì thầy cho cháu Mark Albrighton nhà tôi vào đội hình nhé. Uầy, sao về đúng năm khéo thật, Mark Albrighton à? Thầy nghe lạ chứ. Albright,
Thằng đá nó làm gì, có nhỉ? BTB làm gì có. Rồi. Như vậy là Pirlo sẽ vào đây được chưa? Wanbi đã donate cho Tabi 45 tỷ, còn 5 tỷ nữa nhá. Mong thầy đón Thiago về. Mong thầy đón Thiago à? Chỗ bây giờ Thiago thì Sko phải đi. Thiago là Sko phải đi. Trong hai rồi. Em xong rồi à? Xong rồi chụp ảnh lại nhá, xong rồi chụp ảnh lại gửi nhóm cho xanh nhá. Một thằng dự bị 5 tỷ nữa là xong. 4 tỷ. Một thằng dự bị tầm 4 tỷ đó Khoa. 4 tỷ 2. 4 tỷ. Là full. 4 tỷ 2. Trung vệ. Trung vệ ở đây. Trung vệ. Thầy nghĩ sao về Nacho Fernandez? Ê, Nacho màu, cái màu của Nacho hay nha. Cái màu của Nacho rất hay nha. Không đủ được ấy. Làm sắp kiểu gì không đủ. Nghe có vướng cái gì đâu mà. Content này, cái content này sẽ là một content không đá. Content không đá, content này chỉ có gọi là đi chợ build team. Đó. Xem nào. Ôi trời ơi. Nguyên em đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu tôi tên Kang Kyu muốn đi học cùng bạn bè. Kang Kute à, Nacho này đá nhiều thứ luôn. Đó, đá được rất nhiều thứ. Sao đâu mà. Anh em người ta thích xem này mà, người ta rất thích xem cái content kiểu đi chợ này, đi chợ kiểu nó khác biệt đấy. Chippy, không giống nào cả. Chapa Chapa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em gửi thầy hai món quà, Ivan Rakitic và Fabio Cannavaro. Rakitic à, Rakitic bây giờ cái hàng tiền vệ chật chội quá nhở. Tiền vệ cảm giác đang hơi chật chội đấy. Em nghĩ là Cannavaro quả bóng vàng duy nhất đến từ hậu vệ sẽ là một màu mới của FC Online đó thôi. Hoài niệm Cannavaro đứng điểm C6. Nacho 4 nó chưa đến 1 tỷ. Đó, Neymar 1 đã 4B rồi, cũng hơi khoai, cũng bây giờ cân lại nó cũng hơi khó nhở. Xem nào, con Nacho này cho vào, như vậy là mình bắt đầu mình cũng đầy đủ đội hình rồi, cảm ơn đó. Em vừa donate nhở. Nacho đâu rồi? Đâu rồi? Đây, Nacho Fernandez. Ôi trời ơi. Nguyên em đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em nhắc thầy, cháu Kang Kyu cũng muốn đi học cùng bạn bè. Muốn đi học luôn à? Dọc bét này, thế nào, bao nhiêu tiền ta? 46 tỷ. Giờ sao giải quyết sao Khoa? Giải quyết vấn đề bây giờ chúng ta... Thêm Cana nữa à? Lắp thêm Cana không? Con này cho dự bị cho hai cánh đi. Nacho này. RB rồi mà, đây. Alaba về rồi này. Alaba. Mình không còn lấy con này. Không cần Cannavaro nữa. Không cần thế. Không bê thì nó nhảy tiền đâu, nó vẫn thế mà. Lấy 400 bao tiền? Thụt chết, mẹ 3 tỷ khi... Khít đấy thầy ạ. À. Khít đâu? Em đếm phát trước rồi. Thầy mở xem. 49 tỷ bao nhiêu ấy? Thầy vào sao bao nhiêu? Đây thầy vào cái chiến thuật đội hình ạ. Đây xem nào. Bao tỷ? Chụp lại không? Đây thầy mở cái kia đi. 49. Ui giời, quản mẹ bill. Thừa đúng 2 triệu. Ui bill khít thật. Rồi, chụp lại luôn, chụp em lại bảo, luôn. Em bảo còn em đếm rồi. Rồi, chụp lại luôn, xong. Sợ thật. Rồi, ok, xin phép em chụp lại luôn. Cho là mình nghỉ tiêu đúng cục bằng sạch không? Chụp quả khít kịt. Bill trong của team đang pet luôn cho hiểu. Đó. Đỉnh cao tao nói mẹ bill của team còn đúng thừa đúng 2 triệu luôn mà. Đỉnh cao sự chất chịu ở đây. Khít luôn. Nào. Đó. Đỉnh cao build team, đỉnh cao build team. Hẹn gặp mấy cô em, hẹn gặp mấy cô em gen team gen Z tại tối thứ 7. Đó, tại tối thứ 7. Team Tabi, Color BTB. Đó. Cộng 5. 50 tỷ. 50 tỏi PP, được chưa? 50 tỏi PP.